Chúng ta đang ở sau Thâm Tình và ngay trước mặt tôi là sân vận động bóng đá sau Thâm Tình. Mình sẽ quay điện thoại là quay camera lại cho mọi người thấy. Đấy, bình thường sẽ là cái cổng vào đi ở bên tay trái của chúng ta là dành xe cho xe ô tô đi, còn đây là dành cho người đi bộ đi. Đây là chỗ bán vé đó, cái quầy bán vé ở đây. Đây là sân bóng đá của đội Southampton. Cái hướng đi thẳng vào trong kia thì sẽ là đi vào một cái công viên của ở cái khu vực này. Nhưng mà hôm nay thì không có trận bóng nào cả, cho nên là chúng ta không thể đến và xem bên trong, review bên trong được. Thưa các bạn, đây mới là cái mặt chính thức của sân bóng, cái mặt trước, mặt chính á, của sân bóng. Đây là Southampton Football Club. Cái tên sân sẽ là tên St. Mary Stadium. Là cái sân này tên là Thánh Mary. Bây giờ chúng ta sẽ bước qua bên kia. Đây có một cái bản đồ về tổng quan của cái sân Thánh Mary, sân bóng của Southampton ở đây. Đây là chúng ta đang ở ngay cái điểm đỏ này. Chứ đi thẳng vào đây và đi vào trong thì đó, các cái họ phân phối như thế. Và bên đây thì ai đây? Đây chúng ta xem thông tin của người đàn ông này. Mr. Southampton sinh năm 1918 và mất năm 2003. Khi mà đi vào thì có cái cửa của player đi vào nè, cái người bữa nay thì chúng ta không được vào trong vì chúng ta không có trận bóng nào diễn ra cả. Đây là cái mặt trước, mặt view phía trước của ở sân bóng Southampton. Đi lại đằng kia một tí đi để chúng ta để xem trên cái cánh cửa ở ngoài kia có chụp hình của đội bóng á, bao gồm những cái người nào. Những cái thành viên của đội bóng.
Đây là cái lối vào cho người tàn tật. Đây là hình chụp của đội bóng Southampton. Và cái sân bóng đá này thì có từ năm 1885. Đây là mặt trước. Chúng ta còn có thể đi qua cái mặt bên này nữa. Trên đây là chụp các ngôi sao của Southampton, của đội bóng Southampton. Cái cổng này là cổng dành cho khách đi vào nè. Sun Store. Rất là to. Sân bóng rất là lớn. Rất tiếc là chúng ta không được vào bên trong. Hai em bé nhà mình cũng sẽ tham gia vào chuyến tham quan ở sân bóng Southampton. Em bé không xuống à? Sao vậy? Sao em bé không xuống tham quan sân bóng à? Tạm biệt sân bóng Southampton, chúng tôi đến với nhà thờ Thánh Mary. Ok, go 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 inside. Đi đi con, đi đi đi. Đi 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 vào trong, đi. Đây. Mình sẽ đi vào nhà thờ Thánh Mary. Ok go. Ba đi đằng sau nè. Anh hai Liam chạy ở đằng trước. Đây là em bé Romeo. Thôi đi. Ở trong nhà thờ này coi mình có được vào không. Đây là một cái nhà thờ. Một cái nhà thờ Sanh Thánh Mary gần với lại sân bóng Southampton. Đây là một nhà thờ Anh giáo. Con đẩy cửa xem có vào được không? Không mở được luôn hả? Chắc nhà thờ không mở cửa rồi. Mình đi qua bên này nha. Con muốn nhảy nhảy luôn đó. Đi qua bên này coi có đường vào được khác không? À bên này có đường vào nữa nè. Mio come here. Nhà thờ này chỉ mở cửa chủ nhật thôi. Đây nè, chỉ mở cửa chủ nhật lúc 10 giờ 30 sáng và 5 giờ chiều thôi. Mio, come here, come here, come here. Đó, chỉ có mở cửa chủ nhật thôi. Đây là một trong những nhà thờ Anh giáo hiếm hoi mà trong công viên, ở trong khuôn viên của nhà thờ thì lại không có mộ của giáo dân.
Trong khuôn viên của nhà thờ này thì có rất là nhiều hoa đào. Hoa đào Nhật á, hoa sakura. Rất là đẹp. Hoa đào trắng. Tạm biệt nhà thờ Saint Mary, bây giờ chúng ta sẽ đi đến cái bảo tàng của thành phố biển Southampton. Go!